chia sẻ cho quý vị đừng nên ngủ nhiều. Nhưng chúng ta cần phải có một giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu, chứ còn nằm mà quằn quại là cứ lật lật này là hỏng rồi. Cho nên là tôi sẽ đưa đến tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam những cái phép luyện tập. Nếu anh mất ngủ thì anh chạy tập luôn và anh lại nằm ngủ lại tiếp, chứ anh không bị chảy nước mắt rồi anh lật để anh nằm anh suy nghĩ mông lung, cái đấy là cái chết hệ thần kinh nhỉ, cái đấy không tốt đâu. Và thì tôi có một cái bài gọi là rung động sóng hình dạng của các vân sai, thì tập về trước khi đi ngủ chúng ta tập và chúng ta ngủ rất rất sâu, nhưng mà chỉ cần 4 tiếng là đủ. Và vì hệ thần kinh được nghỉ ngơi tuyệt đối, chứ còn nghỉ mà còn nằm mơ nằm mộng, còn giật mình, còn tỉnh dậy đi giải đêm là không phải ngủ đâu quý vị ạ, là đang bị bệnh đấy. Chúng ta đang bị bệnh mà chúng ta không biết. Đó. Thì để cải thiện được cái việc này thì tôi có cái bài là rung động sóng hình dạng các luân xa. Thế còn tất cả những cái mà đau khớp, đau đầu, mất ngủ, ho, gai đôi cột sống rồi đốt sống cổ thì lại là bài ngũ cầu trời giải quyết hết luôn. Nhưng tôi vẫn khuyên cáo không phải hết mà với cái người lười mà hết, phải chăm chỉ. Và chính vì vậy mà tôi vẫn khuyên cáo mọi người là hãy biết yêu thương chính bản thân mình bằng cách luyện tập hàng ngày. Và con người sống không phải là chỉ ăn mới sống được, thưa các quý vị, ăn rất ít đi không cần ăn nhiều, mà ăn bằng năng lượng vũ trụ mới là cái tinh khí nhất, dạ dày không phải có bóp. Cho nên tôi có bài là ngồi thiền để lấy năng lượng. Và tôi rất hay dẫn tất cả đệ tử tôi lên yên tử để luyện. Nếu có vị nào vào trang web của tôi thì thường xuyên có cái hình ảnh luyện tập ở yên tử. Vì một năm chúng tôi đi khoảng 3-4 lần. Riêng năm nay thì đầu năm mỗi một tháng tôi đi một lần. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 là mỗi một tháng tôi có xuất hiện ở đây. Là 3 lần trèo yên tử rồi. Và tháng 5 này là đi tiếp. Tháng 5 âm này là đi tiếp. Chủ đồng đúng rồi, yết tử là chúng tôi hay luyện ở chủ đồng vì nơi đấy là cái tụ khí rất mạnh. Và tôi đi các tỉnh thành thì tôi đều tìm ra được những cái nơi mà giao hòa trời đất, khí giao hòa trời đất. Tôi nói thí dụ như là cái cổng trời ở Hà Giang là chúng tôi có đến kiểm tra ở chỗ đấy rất mạnh, hoặc là cổng trời ở Cao Bằng. Tại sao gọi là cổng trời? Thực ra nó không phải lên trời đâu mà gọi là cổng. Chẳng qua là cái nơi giao thoa âm và dương, mà là cái năng lượng nó rất mạnh. Chúng tôi đo được COVID của nó là lên tới khoảng hơn 20.000 đơn vị, mà có những nơi có thể lên đến vô cực. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, lăng Bác Hồ thân yêu của chúng ta 18.000 đơn vị, Hoàng Thành Thăng Long 18.000 đơn vị. Đơn vị đấy để đo cái gì? Để đo năng lượng sinh học đất. Năng lượng sinh học đất. Nếu như các quý vị là sống trong một ngôi nhà mà năng lượng chỉ có 5.000 đơn vị, tôi đến tôi đọc luôn các vị, một là mất hết tiền, hai là bảo vậy. Không phải là thầy bói mà đọc luôn như thế. Bởi vì con người bị là tác nhân, bị chịu tác động của cái năng lượng sinh học của đất đó. Thì xin lỗi các quý vị, đừng có mê tín dị đoan để đợi ông thần đất ông cho mình chết, không phải đâu. Cái năng lượng ở cái đất đấy nó làm cho mình đầu óc không thanh thản, đầu óc lúc nào cũng quẫn lên thì tiền phải mất chứ. Đầu tiên là ốm này, đầu tiên là có bệnh này, sau khi bị bệnh xong thì rõ ràng là anh quẫn trí lên, anh làm những cái điều không sáng suốt thì anh phải mất tiền thôi. Cho nên nhiều cái á là chúng tôi cũng có chia sẻ, và nói thật các quý vị là nhiều khi là chúng tôi cũng bị ghét nhé. Khi xuất hiện ở Việt Nam thì tôi cũng bị mấy thầy ghét thôi vì nói thật quá. Nhưng mà thưa các quý vị là để mà được hậu duệ và để được tất cả cái gia đình chúng ta được hạnh phúc ấy, thì nói thật có khi còn chưa đánh đổi được cái hạnh phúc, chứ nghĩa là nói dối. Cho nên nếu mà nói dối mà làm hại người khác ấy, thì sẽ quả báo rất nặng nề, không phải một đời, có khi rất nhiều đời. Bởi vì sao? Tôi quay lại một câu,
linh hồn còn cần được 21 gram cơ mà. Vậy là người đó vẫn đang sống chứ làm sao mà mất đi đâu được. Họ đang chuyển trạng thái thôi. Cho nên là hãy sống làm sao cho tốt. Các vị có nhất trí đồng ý theo ạ? Và trong môn cảm trọng này chúng tôi có 5 chữ em, viết tắt của 5 chữ. Và đấy là tiêu chí để cho tất cả các học viên cảm giác luyện tập. Chữ em thứ nhất là phải sống khỏe. Cái chữ E thứ hai là phải sống vui vẻ. Cái chữ E thứ ba các bà và các chị rất thích, đây là phải sống trẻ. Phải sống trẻ. Thưa các bà các chị, là luyện tập môn này da mặt rất đẹp, hồng hào, mịn. Tại sao lại được như thế? Bởi vì qua các bài luyện tập do tôi hướng dẫn rất đẹp. Cái em thứ tư là không đơn lẻ. Bởi vì đi tập có bạn, có bè, có người thân tự dưng động viên nhau tập luyện. Chứ nếu mà tất cả các bác mà tập ở nhà thì các bác rất là buồn. Nhưng khi đã đến một cái tập thể, cho nên là tôi đi đến tỉnh nào tôi cũng để lại dấu ấn ở tỉnh đó. Đấy là để lại một câu lạc bộ cảm sản. Để gì? Để khi tôi đi rồi thì tất cả những người dân ở tỉnh đó được hưởng cái bộ môn này. Là cứ thế rủ nhau ra. Thí dụ ở Lạng Sơn thì ra vườn hoa Lý Tự Trọng, lên ở thí dụ thành Nhà Mạc. Nếu các vị mà lên Lạng Sơn cứ thấy mô hình cầu tròn như thế này là chắc chắn là học trò của thầy Sơn. Không phải học trò anh. Và hỏi một cái người ta nói ngay. Lên Cao Bằng thì các vị lên bờ sông Hiến Giang là sáng nào cứ 5 giờ sáng là các bà các bác là tập ở đấy. Đến tập từ 5 giờ đến 6 rưỡi họ tự tổ chức. Hay là lên Yên Bái thì từ cây số cây số 1 đến cây số 3 là thấy đứng dọc đường múa rồi. Đó. Vân vân và vân vân. Thì tôi cảm thấy rằng đấy là trong một cuộc đời tu luyện của mình cảm thấy mình cống hiến được một chút nào đó cho quê hương đất nước mình, cho những người dân của mình. Vì tôi thấy vào bệnh viện ở Việt Nam tôi thấy rất thương người Việt Nam. Vì tôi ở nước ngoài 31 năm tôi hiểu ở nước ngoài người ta có một cái bảo hiểm xã hội rất lớn. Ốm là có xe cấp cứu đưa bệnh viện, và vào bệnh viện là các giáo sư bác sĩ phải lo. Ở bên kia mà nút lót bác sĩ thì người ta bảo cái ông này ông coi thường tôi đến thế à, họ mắng luôn nè, chứ không có văn hóa phong bì. và ở trên truyền hình Việt Nam có nói về cái chuyện mà cái tội của cái phong bì đang rất là thật thà, cuối cùng là chỉ vì con người cứ nhét tiền vào đấy, thế là cuối cùng bảo văn hóa phong bì, thế là ông phong bì ông mới kiện con người là bởi vì ông cứ dùng rồi đáng lẽ ông cứ dùng hẳn cái trắng đấy, cái giấy trắng xong ông quấn tiền vào đấy thì đỡ phải lấy cái tên tôi ra. Bây giờ tự dưng ông cứ lôi tôi là văn hóa phong bì, thế là tự dưng tôi là bị lây. Thưa các quý vị, có nghe nữa không ạ? À nữa. Vâng, nếu mà được sự khích lệ của các quý vị thì tôi xin được nói thêm một chút nữa. Bây giờ là tôi căn giờ là 10:15. 10:15 vậy là tôi đã nói được hơn một tiếng rồi. Thế cho tôi nói 5 phút nữa thôi nhé. Sau đó thì tôi xin được biểu diễn, được không ạ? Trước khi biểu diễn thì xin nhà hàng cho thầy mấy cái đĩa ra đây. Cái thứ hai nữa là cái bàn tròn cấp ấy, mang ra đây. Hôm nay thầy dính luôn cả cái bàn mọi người cho mọi người xem. Hôm nay tự dưng tôi hứng lên tôi dính cả bàn luôn. Xin phép là giải thích ạ. Tức là cái dính hút này, cái cơ chế dính hút này thì có rất nhiều
giáo sư tiến sĩ đã trả lời trên báo chí rằng là dính hút này là chiến thắng lực hút của trái đất, rằng là cơ thể có một cái năng lượng đặc biệt. Nhưng mà giải thích thế không, tôi bảo đáng nhẽ phải để tôi giải thích mới đúng, bởi vì tôi là người làm, tôi được học và tôi đã được nghiên cứu. Thì thưa các quý vị là tại sao lại dính hút được? Và không phải mình tôi ạ, các vị có nhìn hình ảnh ở dưới nhà đấy, là tất cả các học trò, tất cả các khóa đều dính được ạ. Chứ nếu mà một mình tôi làm được thì bình thường quá, nhưng đây là hàng nghìn người có thể làm được. Anh có hỏi tôi là bàn hay kính, tôi bảo cả bàn cả kính gì nhất. Không, cái bàn đấy là phải bàn gấp thôi, chứ bàn thấy nó không thể dính được, nó phải gấp làm được cơ. Cái bàn Xuân Hòa ấy, có cái bàn Xuân Hòa bàn gấp không? Vâng, tôi xin giải thích thêm ạ. Các cháu bé dính hút đây nó như thế này ạ. Tức là khi luyện tập mà năng lượng nó lên cao, thì như tôi quay lại lúc đầu tiên này, tức là khi năng lượng lên cao thì hào quang nó tỏa rộng. Cái hào quang ấy, thì chính cái hào quang đó nó giữ tất cả cái vật này lại. Và chính các hào quang đó khi luyện tập cao thì không bị bệnh nữa, bởi vì không có cái gì ngoại lai tấn công được vào cơ thể. Không có gì tấn công được. Cho nên các vị nhìn thấy vào chùa các vị Phật là tué đấy là bằng điện thôi. Chứ thực ra các ngài hào quang các ngài lớn hàng bao nhiêu cây số thôi. Đó. Thì chính cái hào quang này, cái hào quang nó giữ tất cả những vật này. Và khi chúng ta tập trung vào một điểm, tập trung suy nghĩ, tức là đưa năng lượng vào một điểm chúng ta muốn dính hút, là nó dính hút. Có vậy thôi, cho nên nó chả có gì kỳ bí lắm đâu ạ. Thưa các quý vị, là tôi đã xin với chư Phật là tôi xin là một con người bình thường, đi giữa đời thường, và chỉ xin đúng là mang lĩnh được Bồ Tát, không cần gì hết. Cho nên là tất cả đối với tôi quy vào gì ạ? Quy vào cái đơn giản nhất. Quy vào cái đơn giản nhất. Không có cái gì phức tạp cả. Vì khi mà đã tạo ra một cái sự phức tạp, tức là anh đã có một cái không được trong sáng rồi. Vì cái trong sáng là cái tự nhiên nhất, thì anh lại lấp nó đi. Cho nên anh, chính anh lại tạo ra cái phức tạp. Thì chút nữa tôi lại, sau phần 2 thì tôi có xin biểu diễn là chữa bệnh cách không. Thực ra tôi không phải bác sĩ đâu, nhưng tôi có thể đưa luồng năng lượng rất hợp lý vào cho các vị đón nhận. Và đương nhiên các vị nhận được thì các vị sẽ tự cầm micro nói trước cái buổi giao lưu này có những tiếng ngoài. Vừa rồi thì chúng ta cũng được nghe thầy Nguyễn Ngọc Sơn đã nói ra sơ lược về bộ môn cảm xạ học và những ứng dụng của cảm xạ học trong đời sống con người. Và bây giờ là có lẽ là cái điều mà mọi người mong đợi nhất, đó là thầy sẽ thể hiện luôn cái khả năng năng lượng cảm xạ của chính bản thân mình đối với quý vị chúng ta được theo dõi tại khán phòng này trong buổi sáng giao lưu ngày hôm nay. Xin phép thầy ạ. Trước hết thì thầy sẽ thể hiện cái khả năng của người nam châm ạ. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ. Thưa các quý vị, là năm 2006 thì tôi được gọi là người đặc biệt. Nhưng mà tôi có nói với cả trên truyền hình là tôi không đặc biệt một tí nào cả. Nhưng mà các vị vẫn chụp cho tôi cái mũ là người đặc biệt.
Và tôi vẫn nói đến giờ phút này, đến ngày hôm nay, không có gì đặc biệt hết. Tất cả khả năng con người có thể làm được mọi điều. Chẳng qua là chúng ta có biết khai thác khả năng tiềm ẩn của chúng ta hay không? Chẳng qua chúng ta có nghiêm túc luyện tập hay không? Và tôi hứa với các quý vị là sau buổi giao lưu này, nếu quý vị nào mà yêu quý bộ môn này và tin tưởng ở tôi sẽ hướng dẫn đúng sau 12 buổi các vị cũng dính được như thế. Nhất trí không ạ?
sung to tới dính vào trán. Con tắt điện lên, tắt máy đi. Thưa các quý vị, là khi tập dính màu trán, nếu là điện thoại di động thì tôi khuyến cáo trước chúng ta phải tắt điện đi, không có chúng ta bị bút đầu luôn. Vì khi hút là hút cái từ rất là mạnh, cho nên chúng ta sẽ bị rất đau đầu. Cho nên là các cháu bé đừng có cứ thế là dính luôn và là chết dở. Ôi, cậu cháu này tắt mồ hôi ghê thế. Đây là một cái Samsung của một cháu tên là gì cháu nhỉ? Cháu Đông. Cái này không phải của tôi. Từ lòng. Để nói rằng là luân xa sáu, đây là luân xa sáu các quý vị ạ. Giữa hai đầu mày, nếu như trong nhà Phật là con mắt thứ ba, nếu ai mà khai mở được cái huệ nhãn này thì chúng ta có thể thiên nhãn thông. Và đương nhiên cái luân xa sáu này rất là mạnh. Thì hôm nay tôi có biểu diễn là ở cái luân xa sáu này nó cũng dính hút được như bình thường. Tôi xin nhận lời cho chị Quyết. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị. Trong buổi giao lưu của chúng ta ngày hôm nay có một vị khách hết sức đặc biệt. Chúng ta trân trọng chào đón Đại Đức Thích Thanh Vũ, Phó trưởng Ban Kiểm soát Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Tránh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Hoa Lư, chủ trì chùa Quán Vinh, Vinh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình, đã tới dự buổi giao lưu cùng với chúng ta tại nhà hàng Xanh Trắng hôm nay. Xin đồng nhiệt chào đón Đại Đức Thích Thanh Vũ. Sau đây, ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời Đại Đức có đôi lời phát biểu cùng với bà con tại quê hương Nam Định trong cái buổi nhân buổi giao lưu ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời Đại Đức ạ. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể bà con cô bác. Hôm nay là nhằm ngày 25 tháng 5 năm 2013 thì tại nhà hàng Hoa Sen Trắng của thành phố Nam Định có đón tiếp nhiệt liệt chào mừng tiến sĩ, viện trưởng, chuyên gia cảm xạ học. Hôm nay thì được nhận lời mời của ban tổ chức chúng tôi về đây. Lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể hội nghị hôm nay được mạnh khỏe, hạnh phúc, thân tâm thường an lạc. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể hội nghị, thì hôm nay chúng tôi về đây thì cũng để có một buổi, chúng ta nói là tuần sơ thì buổi mới. Nay đầu tiên thì nhà hàng Hoa Sen đây có tổ chức để đón chào tiến sĩ viện trưởng Ngọc Sơn tiến gia về làm xã học, thì chúng tôi cũng thấy rất là, cá nhân tôi cũng rất là vui mừng và phấn khởi. Bởi vì sao? Bởi vì cũng đây cũng là một cái môn học thì để cho bà con và những người xung quanh ta để cảm nhận được cái môn này, cảm xa học này. Bởi vì như các cụ già 70-80 hay những con người căn bệnh này khác thì cũng để có một cái môn học. Ví dụ như chúng tôi, bản thân tôi thì chúng tôi cũng vào chưa già đâu,
và nhưng cũng vào cái hội người cao tuổi. Nhưng cao tuổi thì chúng tôi cũng thường thi thoảng cũng đi gọi là diễn tập như thế, rồi là về là thái cực quyền, nó cũng nằm ở trong cái môn này cả. Đấy, thưa các quý vị như vậy. Vậy nên là thường xuyên nào là cũng đi làm là cũng múa ca dao, múa kiếm, rồi cũng đi múa quạt, rồi cũng đi múa võ tay không vậy, thưa các vị vậy. Bởi vì là trong cái môn thái cực quyền có bao nhiêu động tác cũng là để đào tạo qua trường lớp để mà học, thì cũng như thế lúc nãy là tiến sĩ Ngọc Sơn có nói chuyện qua về các quý vị cũng như thế là về phần coi như là ngồi thiền, thì cũng là ngồi thiền. Thì ở đây ý, thì trong thế giới của nhà Phật ý, thì bởi vì ngồi thiền thì nó cũng như thế là ngồi tâm năng. Ngồi thiền ở đây ý, là một cách là coi như là ví dụ các quý vị bảo là ở ngoài đời xã hội thì nó có việc này việc khác, sao cứ đến chùa thắp hương lễ Phật để chiêm bái, sao mà cái không khí nó thoải mái, không gian nó tĩnh lặng như vậy? Thì bởi vì ở ngoài xã hội ý, nó còn nhiều cái nó phức tạp rất là nhiều. Ngày trước ý, thì xã hội nó khác, nhưng bây giờ xã hội càng đổi mới đến đâu thì cho đến nó phức tạp nhiều đến đó, thưa với các quý vị như vậy. Đấy, ngày trước thì bảo là lúc nào cũng bảo là âm thì siêu, dương thì lợi, nhưng mà bây giờ âm cũng thịnh mà dương cũng khổ, bởi vì là con cháu bây giờ cũng tế lễ các cụ nó nhiều, ăn no đủ nhiều cả, nên là bây giờ dương cũng thịnh. Mỗi một tuần tư rằm mùng một là đào chuối, đào xôi, đào ảnh, cũng như là tờ tiền cánh sớ nên tốn các cụ rất là nhiều. Và cũng như dương thì bây giờ các quý vị này thấy xã hội cũng rất là văn minh và lịch sự, ngoài ra nữa là rất là phú quý thì hình sinh ra lễ nghĩa. Ngày trước cách đây đầu 30, 40 năm, 20, 30 năm thì đói rách nạn loạn, nên là làm gì có điều kiện mà nó sinh sống như bây giờ được, nên đây đâu mà cũng tiến được. Nên là bây giờ chúng ta lại là vào cái vị trí bởi vì muốn là vào để ngồi thiền. Ngồi thiền thì ở đây ngày trước ấy là chúng tôi có phải hiện tượng để cùng với các quý thầy để ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền ở đây chúng ta phải cơ bản là phải học hết cái giáo lý, mà cũng như cơ bản nhất là chúng ta phải học hết là về cái cách để ngồi thiền. Ngồi thiền đó thì chúng ta phải khi đã bước vào ngồi thiền thì tất cả khung cảnh là đều phải bằng lặng hết. Mọi cái mà suy nghĩ, si tư, phiền não thì chúng ta lúc đấy chỉ có muốn lấy cái tâm mà để chính quyết, chính kiến, lấy cái tâm để tư đi, cũng như là trong pháp chính đạo của nhà Phật cũng đã nói là pháp chính đạo, trong đó là chúng ta phải lấy tâm chính kiến, lấy tâm tư đi của mình để quán tưởng lấy. Vậy nên là bỏ hết tất cả những cái phiền não khác ở bên ngoài để chúng ta mới vào được ngồi và coi như là ngồi thiền được. Nhưng mà chúng ta ngồi thiền ở đây là ngồi thiền bất động. Nếu mà chúng ta ngồi thiền mà lại là cái phiền não bên ngoài nó nhiều quá thì tự nhiên là cái toán loạn tâm của chúng ta không thể nào mà ngồi được. Đấy, thưa các quý vị, nên là khi vào chùa thấy cảnh chùa im lặng, bằng lặng và vui vẻ, cũng như để không khí trong lành thoáng mát, đó cũng là một cái mà để có ngồi thiền. Như để là lúc nãy là thầy Hồng Sơn cũng đã có qua chút đôi điều, và hai nữa là về cái mà cảm xạ như thế này thì để chúng ta coi như là cũng như bảo là Phật thì phóng hào quang. Thì bây giờ bản thân tôi hay dẫn người khác thì đã có nhìn thấy Phật phóng hào quang không? Đấy, bây giờ chưa nhìn thấy Phật phóng hào quang ra. Đấy, cũng như thế nào vào chùa nó cũng chỉ là đấy, ở cũng như thế chúng ta có hai con mắt chính và một con mắt là chính sẻ nhớ là coi như con mắt giữa, nhưng mà chỉ có mỗi Phật, thánh cũng chưa có, thưa các vị như vậy, thánh cũng chưa có coi như là con mắt thứ ba, chỉ riêng mỗi Phật là mới có con mắt thứ ba. Đấy, nên là bây giờ con mắt thứ ba là con mắt là một cái giác quan coi như là tinh vi, mà con cái con mắt đấy là coi như soi sáng hết tất cả. Còn nếu hai con mắt kia cũng là chỉ là một cái bình thường. Đấy, trong lý học cũng là như vậy. Đấy là thưa các quý vị như vậy. Thì hôm nay là lên cá nhân tôi cũng là thấy là thật là phấn khởi, vui vẻ mà hôm nay đón chào được thầy Ngọc Sơn cũng như bà con tất cả các quý vị đại biểu đây để về tham dự, cũng như hôm nay là có một cuộc đầu tiên để mà tọa đàm tại nhà hàng Quan Xem này, cũng được sự giúp đỡ của bố chú Hùng và cũng như nhà hàng đây và tất cả các quý vị ban tổ chức đây đã giúp đỡ được cái thành công gọi là buổi mới, chúng tôi gọi là tuần sơ buổi mới, để coi như ban đầu để chúng ta coi như đang là
phổ biến khuyến cáo cho mọi người hưởng ứng. Nếu người nào mà hưởng ứng sau này là thầy Sơn thì sẽ có trách nhiệm là sẽ có mở một cái lớp học coi như đào tạo cho các sinh viên, cũng như là thầy đã đào tạo hàng mấy ngàn người từ trong Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, đấy là ba miền Bắc Trung Nam. Hôm nay thì trước khi dừng lời thì chúng tôi cũng xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các quý vị hôm nay thì về để dự có cái gọi chúng tôi gọi là buổi đầu tiên là hội thảo. Chúc các quý vị nhân dịp mùa Phật đản Phật lịch 2557 Dương lịch 2013 được mạnh khỏe hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, cùng mọi sự cát tường và gặp được nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Các tổ chức trân trọng cảm ơn những lời phát biểu giảng dạy của Đại Đức Thích Thanh Vũ. Xin thay mặt cho ban tổ chức nhà hàng Sen Tráng và toàn thể quý vị đại biểu có mặt trong khán phòng ngày hôm nay, xin kính chúc Đại Đức sức khỏe, an lạc và có nhiều những cái cống hiến cho ngành Phật học, Phật giáo Việt Nam. Xin chúc sức khỏe. Kính thưa quý vị, bây giờ có lẽ là sự mong đợi của quý vị sẽ được đáp ứng ngay sau đây bởi thầy Nguyễn Ngọc Sơn, tiến sĩ, viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Kiến trúc Phong thủy Năng lượng Cảm ứng sẽ tiếp tục chương trình giao lưu với chúng ta qua phần sử dụng chính năng lượng của thầy sau bao nhiêu năm luyện tập để có thể chẩn bệnh và chữa bệnh cho một số quý vị khán giả có mặt trong khán phòng trong buổi giao lưu buổi sáng ngày hôm nay. Theo như chúng tôi được biết thì có thể là trong cái thời gian còn lại của buổi sáng hôm nay, bằng cái năng lượng của mình, thầy sẽ cố gắng tiếp xúc được nhiều nhất với các quý vị khán giả có nhu cầu. Nhưng trước hết thì có một quý vị khán giả có mặt tại khán phòng hôm nay cũng có đã gặp riêng tôi, chị Đoàn Thu Hiền. Vâng, xin thưa là chị Đoàn Thu Hiền ở số nhà 19 C2 Phan Đình Giót, Nam Định. Có lẽ chị cũng có một cái bộc bạch rất riêng đối với tôi rằng là nhờ tôi truyền lại thông tin với thầy là chị đang bị đau khớp cổ và vai trái rất đau ạ. Quay qua vai trái cứ là đều cứng và đau lắm. Thầy chị muốn được nhờ thầy có thể là chữa cho thầy chị ngay tại khán phòng này. Xin đề nghị với thầy ạ, thầy có cho phép không ạ? Đâu ạ, ai ạ? Có chị Đoàn Thị Thu Hiền ạ. Vâng ạ, mời chị lên ạ. Vâng. Không phải là mời lên ạ, tôi đang nhìn thôi ạ. Và tôi xem là chị này bị bệnh là bệnh gì? Bệnh âm hay là bệnh dương? Vâng ạ, xin mời thầy. Đó. Xin cảm ơn chị Bích. Và cũng một lần nữa xin được chia sẻ với tất cả các quý vị như thế này. Thứ nhất là cái công năng về năng lượng sinh học của chúng ta, không phải riêng tôi, của chúng ta tất cả đều có hết, chỉ có là các vị là không có người hướng dẫn, cho nên cái công năng này nó tự mất đi.